Được rồi, không đùa với cô nữa. Vừa nãy ở phủ tướng quân, ta sợ có tai mắt nên mới mời cô đến đây. Đúng là nên làm vậy. Con người huynh không tin ý gì cả, không biết nhìn sắc mặt người khác. Đây là ta không quan tâm. Nói đi, tìm ta có việc gì? Tối nay ta muốn nhờ cô khiến nam tướng quân rời xa thư phòng một canh giờ là được. Cô cầm chân nam tướng quân, đợi sau khi ta tìm ra mật thất, ta sẽ ra ngoài canh cửa cho cô. Rồi cô vào trong tìm thứ mà cô muốn tìm. Cùng cố gắng hợp tác, bảo vệ lẫn nhau. Nghe thì có vẻ là một kế hoạch không tệ, nhưng sao ta cứ cảm thấy ta bị thiệt nhỉ? Ví dụ huynh xem nhé. Nếu như ta làm một mình, lỡ như ta thất bại bị bắt, thì còn có thể dùng công lao chữa bệnh để lấy công bù tội, giữ lại tính mạng. Nhưng nếu có thêm kẻ lai lịch không rõ ràng, là còn lòng dạ khó lường như huynh. Nhỡ đâu nam tướng quân tức giận xử chúng ta, thì ta mất nhiều hơn được còn gì. Nói đi, phải trả bao nhiêu tiền thì cô mới chịu mạo hiểm? Tiền không phải là vấn đề đối với huynh. Ta không cần thứ mà huynh không thèm. Vậy cô muốn gì? Ta muốn biết, có phải là huynh có người thân bạn bè từng bị quý thảo hại không?